Xin chào các bạn. Khi nhắc đến những ngôi làng, chúng ta thường liên tưởng đến hình ảnh một không gian thanh bình với những cánh đồng xanh mướt, dòng sông êm đềm, cùng một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, tránh xa sự xô bồ tấp nập tại những thành phố xa hoa. Thế nhưng thế giới rộng lớn này không chỉ tồn tại những nơi như vậy, mà còn rất nhiều ngôi làng được mệnh danh là nguy hiểm và quái dị nhất trên thế giới. Và trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá chi tiết về 10 ngôi làng đặc biệt này nha. Ngôi làng miễn nhiễm với chất độc ở Argentina. Thạch tín là một hóa chất bán kim loại tự nhiên và là thành phần chính của lớp trầm tích, nên có vai trò quan trọng với vỏ trái đất. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy thạch tín trên bề mặt nước hay tầng nước ngầm, thậm chí nó còn có thể tồn tại trong cả không khí, trong lòng đất và thực phẩm. Tuy nhiên, đây lại là một độc chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Ngay ở cả mức độ nhiễm độc thạch tín thấp cũng có thể gây tổn thương phổi, tim, thận và gan, dẫn đến nguy cơ phát triển bệnh ung thư, bệnh tim và tiểu đường. Với liều lượng cao hơn, nó có thể làm hôn mê và tử vong. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, điển hình như ngôi làng San Antonio de los Cobres nằm treo leo trên dãy Andes ở phía tây bắc Argentina. Trong nhiều năm qua, dân cư ở đây đã sống, sinh hoạt và uống nguồn nước có nồng độ thạch tín cao hơn gấp 20 lần so với mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thế nhưng họ vẫn sống khỏe mạnh bình thường và không hề mắc bất kỳ một căn bệnh nguy hiểm nào. Chính điều này đã khiến San Antonio de los Cobres còn được mệnh danh là ngôi làng của những dị nhân. Tiến sĩ Karin Broberg, một nhà nghiên cứu y học môi trường Thụy Điển, cùng các đồng nghiệp đã phát hiện ra một xác ướp ở khu vực này có niên đại trong khoảng thời gian từ 7.000 đến 10.000 năm và tìm thấy dấu vết của thạch tín trong tóc. Điều này đã khiến các nhà nghiên cứu tin rằng người dân ở khu vực này thực sự đã sử dụng nguồn nước có chứa thạch tín qua rất nhiều thế hệ. Lý giải về hiện tượng đặc biệt trên, các nhà khoa học nhận định đây là một dạng đột biến gen di truyền. Có thể việc người dân tại đây sống ở một vị trí cách mặt biển hơn 4.000 mét với khí hậu khắc nghiệt quanh năm, cũng như việc sử dụng nguồn nước nhiễm độc lâu dài và trải qua một biến đổi tự nhiên nào đó trong di truyền đã giúp cơ thể họ có được sức đề kháng thạch tín tốt hơn so với người bình thường. Và hiện tượng dị thường của người dân làng San Antonio de los Cobres cũng là một minh chứng rõ nét cho thấy sự thích nghi của cơ thể con người trước môi trường độc hại. Ngôi làng biến đổi giới tính ở Cộng hòa Dominica. Tại ngôi làng Salinas thuộc miền Tây Cộng hòa Dominica, vẫn đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Đó là việc chuyển đổi giới tính ở bé gái khi đến tuổi dậy thì. Theo đó, các bé gái mắc hội chứng này vẫn phát triển như bình thường vào lúc nhỏ. Tuy nhiên khi đến khoảng 12 tuổi thì các bộ phận nam giới sẽ bắt đầu phát triển trên cơ thể của những bé gái này. Đứng dưới góc nhìn y học, những trường hợp này được gọi là lưỡng tính giả, hay còn được gọi bằng thuật ngữ liên giới tính. Thuật ngữ này dùng để chỉ những trạng thái phát triển không điển hình của giới tính và sinh lý trên cơ thể. Đó có thể là những đặc điểm bất thường ở cả bên ngoài và bên trong bộ phận kín. Nhìn chung thì đây là một dạng rối loạn di truyền rất hiếm gặp. Theo thống kê thì tỷ lệ xuất hiện trung bình vào khoảng 1 trên 2.000 ca sinh. Tuy nhiên ở làng Salinas lại xảy ra với tỷ lệ 1 trên 90, tức là cứ 90 bé gái được sinh ra ở đây thì sẽ có một em bị biến đổi thành bé trai khi tròn 12 tuổi. Các nhà khoa học cho rằng chính cuộc sống biệt lập của dân làng là nguyên nhân khiến cho căn bệnh này tồn tại và phổ biến qua nhiều thế hệ tại Salinas, mà cũng nhờ điều đặc biệt này mà ngôi làng đã thu hút thêm nhiều khách du lịch tới tham quan mỗi năm. Ngôi làng xuất hiện vào ban ngày và biến mất vào ban đêm ở Dubai. Al Madam là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở sâu trong những cồn cát tại sa mạc Dubai. Thế nhưng từ lâu nó đã được mệnh danh là ngôi làng ma quái, bởi vì nơi đây xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, đó là nó chỉ xuất hiện vào ban ngày và hoàn toàn biến mất vào ban đêm. Chuyện thật tưởng như đùa này lại thực sự đang diễn ra tại Al Madam. Hiện nơi đây không có người dân sinh sống, nhưng hiện tượng siêu nhân này vẫn gợi lên sự tò mò cho cả những chuyên gia lẫn du khách đến thăm. Vào ban ngày, Al Madam hoàn toàn không khác gì những ngôi làng khác. Từ những dấu vết còn sót lại là những ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có thể thấy người dân sinh sống tại đây là người bản địa. Họ sống tự cung tự cấp và có những nét văn hóa đặc sắc của riêng mình. Thế nhưng những hình ảnh rõ nét mà chúng ta quan sát được vào ban ngày lại bốc hơi hoàn toàn vào buổi tối và không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Trước hiện tượng đặc biệt này, một số giả thuyết đã được đưa ra. Giả thuyết đầu tiên cho rằng ngôi làng có thể đã bị nhấn chìm bởi cát lún. Tuy nhiên nhận định này đã bị bác bỏ ngay sau đó, vì vào ban ngày thì ngôi làng vẫn hiện hữu bình thường và không có dấu hiệu nào của sự sụt lún.
Ở giả thuyết thứ hai thì ngôi làng biến mất vào ban đêm là do hiện tượng ảo ảnh gây ra. Bởi địa hình Dubai có một nửa là sa mạc, một nửa là đại dương đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Ở sa mạc thì không khí nóng nhất nằm ở gần bề mặt và mát dần lên theo độ cao. Vì thế khi ánh sáng bị khúc xạ xuống phía dưới sẽ khiến cho chúng ta thấy ngôi làng bị biến mất. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng khả năng xuất hiện ảo ảnh thường xuyên như vậy là rất nhỏ. Do đó giả thuyết này cũng rất khó được công nhận. Cuối cùng khi kiểm nghiệm và phân tích thì các nhà khoa học đã tìm ra được một giả thuyết khả thi nhất, cho rằng Almadam từng là nơi cư trú của một bộ tộc du mục, nhưng do tài nguyên bị khai thác quá mức nên môi trường cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Dần dần sa mạc và cát đã xâm chiếm ngôi làng, khiến cho người dân phải rời đi. Các ngôi nhà trống không có cửa và các cồn cát dưới sự tác động của gió cứ liên tục thổi vào nhà và vùi lấp chúng, khiến nơi đây biến mất tạm thời vào ban đêm. Và chỉ khi tới sáng, gió tiếp tục thổi liên tục nên cát đã được di chuyển tới bớt nơi khác thì ngôi làng Almadam mới xuất hiện trở lại. Mặc dù nhiều giả thuyết đã được đưa ra, nhưng sự bí ẩn tại đây vẫn chưa được lý giải hoàn toàn. Chính sự kỳ diệu này đã thu hút sự tò mò của nhiều du khách trên thế giới đến tham quan. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đưa ra khuyến cáo cho du khách là chỉ nên đến Almadam vào ban ngày thay vì ban đêm để đảm bảo an toàn. Ngôi làng không ai biết đi và chỉ biết bò ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại một ngôi làng hẻo lánh ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi nhận tình trạng người dân không thể đứng hoặc đi bằng hai chân như bình thường, mà chỉ di chuyển bằng cách bò bằng hai tay và hai chân. Tuy nhiên, họ không có cảm giác bất tiện, mà thậm chí còn bò rất nhanh, với tốc độ thì không có gì khác biệt so với cách di chuyển của người bình thường. Nhiều người lần đầu khi nhìn những video về cảnh tượng này đều cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để thu hút du khách để phát triển ngành du lịch tại địa phương. Thế nhưng khi nhiều chuyên gia và nhà nghiên cứu đến đây để kiểm chứng, thì đều phát hiện người dân nào cũng có vết chai giày trên tay. Điều này cho thấy họ thực sự đã di chuyển bằng cách này trong một khoảng thời gian dài. Và do phải bò thường xuyên trên mặt đất, nên cơ thể của những người này còn không giống như người bình thường. Xương lưng và eo của họ bị biến dạng và phần hông cũng rộng hơn. Để lý giải hiện tượng kỳ lạ này, nhiều chuyên gia đã tiến hành các cuộc điều tra lấy mẫu nghiêm ngặt từ nguồn nước cho đến thực phẩm tại địa phương. Tuy nhiên kết quả cho thấy, không có bất kỳ hiện tượng lạ nào trong thức ăn và nguồn nước của người dân được sử dụng hàng ngày. Khi tiếp xúc, nhiều chuyên gia nhận thấy một số người dân địa phương đang mắc chứng mất điều hòa tiểu não và căn bệnh này đã làm phức tạp thêm cảm giác cân bằng của họ. Vì vậy, họ buộc phải di chuyển bằng bốn chi. Riêng trường hợp một số trẻ em sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không mắc căn bệnh này nhưng vẫn di chuyển kỳ lạ như vậy, thì có khả năng do ngôi làng nằm ở vùng hẻo lánh, giao thông kém phát triển và tách biệt với thế giới bên ngoài nên những đứa trẻ này chưa từng nhìn thấy cách đi lại bằng hai chân của người bình thường. Vì thế, chúng chỉ học theo bố mẹ mà di chuyển bằng bốn chi. Và dần dần, cách di chuyển này đã trở thành thói quen của người dân nơi đây. Ngoài việc di chuyển kỳ lạ và sự khác biệt về hình dáng cơ thể, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện tuổi thọ của người dân nơi đây có xu hướng ngắn hơn so với người bình thường khoảng 10 năm. Khi giao tiếp, họ cũng nói và trả lời không rõ ràng, đồng thời phản ứng rất chậm. Đây được xem là hệ quả của việc ngôi làng sống tách biệt về thế giới bên ngoài quá lâu và người dân trong làng chỉ kết hôn với nhau đã dẫn đến nhiều cuộc hôn nhân cận huyết thống. Và điều này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh, cùng với đó là mất đi khả năng nhận thức và đi lại. Ngôi làng yêu dâu xanh ở Hoa Kỳ. Ngôi làng Miracle nằm ở phía nam tiểu bang Florida chắc chắn là một địa điểm không phải ai cũng dám chuyển đến sinh sống. Nó nổi tiếng bởi sự đặc biệt của các cư dân sinh sống tại đây. Miracle hiện có gần 200 nhân khẩu, nhưng đa số là những người đàn ông từng phạm tội quấy rối trẻ em. Florida vốn là tiểu bang sở hữu nhiều điều luật cực kỳ nghiêm khắc với những người phạm tội này. Theo đó, những ai đã từng bị kết án quấy rối trẻ em thì buộc phải sống cách xa ít nhất 300 mét ở những nơi như trường học, công viên, nhà trẻ hay sân chơi. Ở một số thành phố, bao gồm Miami và các vùng ngoại ô khác, thì khoảng cách này cũng tăng lên tới gần 800 mét. Một số nơi như bể bơi, trạm dừng xe buýt hay thư viện cũng nằm trong danh sách cấm cửa đối với những người này. Vì thế họ buộc phải tránh xa những khu vực đông dân cư. Vào năm 2009, mục sư Dick Withrow đã thành lập nên làng Miracle nhằm cung cấp một nơi ở cho những người phạm tội đã hoàn lương đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi sống, cũng như tạo điều kiện giúp cho họ có thể tái hòa nhập xã hội. Ngôi làng rộng hơn 16.000m2 này vốn được xây dựng từ những năm 1960 để làm nơi ở cho các công nhân làm mía đường. Theo quy định, những cư dân ở đây được phép di chuyển tự do trong khu vực vào ban ngày, nhưng đến tối họ bắt buộc phải có mặt tại ngôi nhà của mình. Miracle nằm cách xa khu vực đông dân cư, vì vậy nó được xem là một nơi dành riêng cho cộng đồng đặc biệt này,
cũng như giúp những người từng mắc trọng tội có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, ngôi làng này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Việc có quá nhiều hàng xóm từng phạm tội quấy rối đã khiến cho không ít người dân bản địa sinh sống xung quanh khu vực tỏ ra lo lắng. Ngôi làng Tí Hon ở Trung Quốc. Nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, làng Yangxi ngày nay có khoảng 80 cư dân sinh sống. Thế nhưng đa phần đều là những người không thể phát triển đầy đủ về mặt chiều cao. Đó cũng là lý do mà Yangxi còn được biết đến với cái tên ngôi làng Tí Hon. Hiện phần lớn những người đã qua tuổi trưởng thành ở đây chỉ cao trung bình khoảng 80cm, tương đương với chiều cao của một đứa trẻ từ 3 đến 4 tuổi. Người cao nhất từng được ghi nhận ở làng Yangxi cao 116cm, trong khi người thấp nhất là 63cm. Cuộc sống của người dân ở đây khá nghèo do họ sống khép kín và chủ yếu tự cung tự cấp. Cũng như do chiều cao hạn chế nên cuộc sống của họ cũng có những khó khăn nhất định trong việc trồng trọt và chăn nuôi. Thậm chí nhiều thế hệ sau này đã phải bỏ làng ra đi do lo sợ hội chứng ngắn người ám ảnh. Tuy nhiên, ngôi làng Tí Hon này không phải là kết quả của các cuộc hôn nhân cận huyết, mà nó bắt nguồn từ một đợt dịch bệnh kỳ lạ kéo dài từ năm 1920 đến năm 1970, khiến cho trẻ em ở làng Yangxi bị đau đầu gối, mất khả năng vận động và dù đã được đưa đến bác sĩ nhưng không tìm được nguyên nhân. Vài năm sau khi gặp phải những triệu chứng trên thì những đứa trẻ này không còn cao lên được nữa, khiến cho dân làng vô cùng hoang mang bởi họ sống trong một vùng, uống cùng một giếng nước cũng như lấy lương thực từ cùng một mảnh đất, và đặc biệt là những đứa trẻ này không phải kết quả của hôn nhân cận huyết. Nhiều nhà khoa học cũng đã tới đây và tiến hành khám sức khỏe cho người dân cũng như phân tích mẫu đất, mẫu nước và hạt giống nơi đây nhưng không tìm ra được nguyên nhân. Vào năm 1997, một nghiên cứu cho thấy nồng độ thủy ngân cao trong đất nhưng nó vẫn chưa được chứng minh là có liên quan tới những triệu chứng kỳ lạ mà dân làng Yangxi đang mắc phải. Chính phủ Trung Quốc không phủ nhận sự tồn tại của ngôi làng, nhưng cũng không cho phép người nước ngoài đến thăm. Cũng vì quá bí ẩn mà nhiều tin đồn và quan niệm mê tín cũng đã xuất hiện, từ việc ngôi làng bị ma quỷ ám, đến những lời đồn về phong thủy tại đây xấu, hoặc đây là quả báo mà tổ tiên đã để lại do dân làng không chôn cất và cúng lễ chu đáo. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để giải đáp tình trạng này, thế nhưng cho đến nay, điều khiến cho chiều cao của những người dân tại làng Yangxi không thể phát triển vẫn là một bí ẩn và thách thức với các nhà khoa học. Ngôi làng chung sống hòa thuận với rắn ở Thái Lan. Nằm tại tỉnh Khon Kaen thuộc vùng đông bắc Thái Lan, Bangkok Sangha chắc chắn là một ngôi làng khiến cho nhiều người phải thót tim khi người dân nơi đây có thể chung sống hòa thuận với rắn và xem chúng như một thành viên trong gia đình. Câu chuyện này bắt đầu từ hơn 70 năm trước. Một bác sĩ vốn sinh ra tại làng Bangkok Sangha khi chứng kiến cuộc sống khó khăn tại đây đã đưa ra một ý tưởng độc đáo nhằm cải thiện đời sống của người dân địa phương. Với quyết tâm biến ngôi làng hẻo lánh này trở thành một điểm du lịch lớn, người bác sĩ này đã nỗ lực đi tới từng nhà dân và thuyết phục họ nuôi rắn trong nhà như là thú cưng. Từ đó họ có thể huấn luyện cho rắn tham gia vào các show biểu diễn cho khách du lịch và kiếm được nhiều tiền hơn. Đề xuất tưởng như điên rồ này của vị bác sĩ đã thành công ngoài mong đợi. Ngày nay, làng Bangkok Sangha đã trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua của khách du lịch khi đến với tỉnh Khon Kaen. Với khoảng 140 hộ gia đình đang sinh sống, nhà nào hiện cũng nuôi ít nhất một con rắn, bao gồm cả rắn độc như rắn hổ mang, cho đến loài rắn vô hại và những con chăn để biểu diễn cho du khách xem. Nếu bạn cảm thấy rùng mình khi chứng kiến sự thân thiết quá mức giữa người và rắn, thì người dân bản địa lại coi đây là điều bình thường. Ngay cả trẻ con trong làng từ khi còn nhỏ cũng đã được dạy dỗ về việc làm thế nào để khống chế một con rắn, cho chúng ăn và đảm bảo an toàn khi ở bên. Nhưng vì quá gần gũi nên cũng có nhiều người dân trong làng đã bị loài bò sát này cắn và gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngôi làng song sinh ở Ấn Độ. Cách thành phố cảng Kochi ở miền tây nam Ấn Độ khoảng 150 km là ngôi làng Kodinhi, nơi sinh sống của 2.000 gia đình. Nó đã thu hút sự chú ý của nhiều người bởi vì đây là một trong những nơi có tỷ lệ sinh đôi cao nhất thế giới. Trung bình trên thế giới có 4 cặp song sinh được sinh ra trong số 1.000 trẻ em sơ sinh, và riêng ở Ấn Độ cũng có con số khá cao là 9 cặp song sinh trên 1.000 ca sinh. Thế nhưng, tại làng Kodinhi thì con số này thậm chí còn tăng lên gấp 5 lần, với tỷ lệ lên đến 45 cặp sinh đôi trên 1.000 trẻ sơ sinh. Tính đến năm 2017, tại ngôi làng đặc biệt này đã ghi nhận có hơn 400 cặp sinh đôi đang sinh sống tại đây. Để phân tích tỷ lệ sinh đôi cao bất thường ở ngôi làng, thì các nhà khoa học đã lấy thử mẫu tóc và nước bọt của các cặp song sinh để nghiên cứu, nhưng vẫn chưa có kết quả xác đáng. Một số giả thuyết cho rằng, ngoài yếu tố di truyền,
còn có thể do một yếu tố đặc biệt nào đó trong không khí, nguồn nước hoặc chế độ ăn uống của người dân. Và dù không có lời giải đáp chính xác, nhưng dân làng vẫn sống hạnh phúc và tự hào về điều này. Họ tin rằng đây có thể là do Thượng Đế ban tặng, và việc chào đón những cặp song sinh mới là một phần không thể thiếu trong cuộc sống tại Codinhi. Ngôi làng du ngủ ở Kazakhstan. Làng Kalachi có dân số khoảng 600 người và họ sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Vào năm 2013, khoảng 1/4 dân số trong các làng mắc phải hội chứng kỳ lạ, đó là ngủ không kiểm soát, khi mà họ có thể buồn ngủ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những giấc ngủ có thể kéo dài cả ngày, một vài ngày hoặc thậm chí là cả một tuần. Sau khi thức dậy, nhiều người còn bị mất trí nhớ tạm thời và không thể nhớ được những chuyện gì đã xảy ra trước đó. Việc cơn buồn ngủ xuất hiện đột ngột và khiến nhiều người mê man đã gây không ít khó khăn cho người dân nơi đây. Và hiện tượng này kéo dài liên tục trong hơn 2 năm, khiến cho người dân dần dần cũng quen dần với việc này. Thông tin này sau đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các chuyên gia và họ quyết định đến ngôi làng nhỏ này để điều tra. Ban đầu các chuyên gia phán đoán là do bức xạ hoặc do môi trường đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Thế nên họ đã tiến hành kiểm tra tỉ mỉ chất đất, nguồn nước, độ mặn, nhưng không thấy có gì bất ổn. Phải mất 4 năm sau đó thì các nhà khoa học mới tìm ra lý do dẫn đến tình trạng trên, và thủ phạm chính là một mỏ uranium nằm cách đó 600m. Mặc dù mỏ này đã ngừng khai thác vào năm 1990, nhưng nó vẫn thải ra khí độc ảnh hưởng đến làng Kalachi. Các nhà khoa học đã đo được lượng khí carbon monoxide trong không khí ở đây cao gấp 10 lần so với điều kiện bình thường. Ngộ độc khí carbon monoxide là một tình trạng rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến tăng huyết áp, đau đầu, chóng mặt, ảo giác và mất trí nhớ. Nếu được phát hiện muộn hơn, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu, rất có thể dẫn đến mất mạng do bị choáng. Và có thể thấy điều này là hoàn toàn trùng khớp với những triệu chứng của người dân xảy ra trước đây. Khi bí ẩn hé lộ, dân làng Kalachi đã nhanh chóng di rời ra ngoài để đảm bảo không bị ảnh hưởng gì đến bản thân và con cái. Ngôi làng đổi gạo lấy muỗi chết ở Philippines. Nằm trên đảo Luzon của Philippines, làng Aliong nổi tiếng về sáng kiến không giống với bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới, đó là đổi gạo lấy muỗi chết. Từ lâu, dịch bệnh sốt xuất huyết đã trở thành một vấn đề nan giải và trở thành mối lo ngại nghiêm trọng đối với sức khỏe của người dân tại làng Aliong, cũng như các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên trái đất. Đây là một loại bệnh chưa có vaccine và thuốc đặc chế điều trị. Nó thường có triệu chứng sốt, xuất huyết, rối loạn đông máu, phi tạng, v.v. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời thì rất có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Chính vì vậy mà chính quyền tại làng Aliong đã nghĩ ra một sáng kiến độc đáo. Đó là cứ 200 con muỗi chết được mang nộp thì người dân trong làng sẽ nhận được 1kg gạo. Chiến dịch diệt muỗi độc đáo ra đời nằm trong số những kế hoạch đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm tại đây. Chiến dịch sau đó tỏ ra khá hiệu quả khi đạt được một số thành tựu tích cực trong việc kiểm soát muỗi và giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Tuy nhiên, nó cũng dấy lên mối lo ngại và tiềm ẩn một số rủi ro khi mà có một bộ phận người bắt đầu nảy sinh ý định nuôi muỗi để sau đó có thể đổi chúng lấy nhiều gạo hơn. Và điều này càng gây thêm khó khăn trong việc phòng ngừa dịch sốt xuất huyết tại ngôi làng này. Vừa rồi là những thông tin về top ngôi làng nguy hiểm và quái dị nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.